cùng Happy Life chào đón sự ra mắt của một sản phẩm đặc biệt. Hộp sách Đại Lộc Phát, Bách Sự May Mắn, Thiên Sự Thành Công, Vạn Sự Giàu Có. Duy nhất có tại Happy Life. Đặt mua ngay bạn nhé! Happy Life xin chào quý nhà đầu tư. Trong lịch sử, thế giới đã trải qua nhiều biến động lớn, tác động sâu sắc đến nhận thức, lối sống, kinh tế và văn hóa của loài người. Tác động của đại dịch Covid-19 đến thế giới và Việt Nam đang bày ra trước mắt chúng ta những góc nhìn hoàn toàn mới về các giá trị nền tảng và cơ hội phát triển trong nghịch cảnh. Làm thế nào để đối diện với những đổi thay choáng váng ấy mà vẫn giữ được sức mạnh nội tại của chính mình, để tiến về phía trước một cách thông minh và bình tĩnh nhất? Những yếu tố nào sẽ thay đổi cách vận hành tương lai? Đó là những câu hỏi không dễ trả lời với mỗi chúng ta. Khi chúng ta trở nên sợ hãi như 99% dân số thế giới, không liên quan và không muốn liên quan, không hiểu và chưa được học ngoại ngữ số của AI, trí tuệ nhân tạo. IoT, mạng lưới vạn vật kết nối, biotech, công nghệ sinh học, blockchain, công nghệ chuỗi khối, cloud, công nghệ đám mây, 3D printing in 3D, ta hoang mang không biết mình thuộc về đâu trong dòng chảy số, dòng chảy data, trong khi chúng ta đang sợ hãi, thì số lượng người sở hữu nền tảng tri thức và tầm nhìn rộng được xây dựng bằng cách tốt hơn 1% mỗi ngày đã có thể vượt xa chúng ta vạn dặm. Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt trong thế giới số, chúng ta muốn là ai trong tương lai bất định này? Con đường tương lai sẽ tạo ra nhiều thách thức. Ngoài việc nỗ lực nâng cấp bản thân và kỹ năng mỗi ngày, chúng ta phải tối đa hiệu quả và năng suất tiếp thu các kiến thức mới, đồng thời vận dụng triệt để kiến thức đã tiếp nhận vào thực tiễn cuộc sống. Thế nào là đọc sách hiệu quả? Đọc để nghiên cứu học thuật có thể khác so với đọc giải trí. Khi đọc một cuốn sách tiểu thuyết, bạn sẽ đọc cuốn sách từ đầu đến cuối, nhưng đọc học thuật có thể là một quá trình chọn lọc hơn. Bạn buộc phải dành sự tập trung tuyệt đối theo dòng chảy kiến thức có vẻ khó nhằn đó và ghi chú lại trước khi chúng biến mất sau khi bạn cấp quyển sách lại. Green Descartes đã từng nói, đọc sách hay cũng giống như việc trò chuyện với một bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. Đúng thật là như vậy, thế nhưng để dành trọn thời gian và tâm trí hòa mình vào sách, bạn phải tự lựa chọn một phương pháp đọc hiệu quả và phù hợp nhất với bản thân mình. Happy Life gợi ý bạn top 5 cách phổ biến và dễ áp dụng nhất. 1. Lên kế hoạch cho việc đọc sách. Bất cứ một ý tưởng, mục tiêu hay kế hoạch nào đều có thể được đặt vào tâm trí qua suy nghĩ lặp đi lặp lại. Napoleon Hill đã nói như vậy. Nếu chỉ làm việc một cách tùy hứng, không kế hoạch và không đúng phương pháp, thì bạn chỉ đang tự làm lãng phí thời gian của mình mà thôi. Đối với việc đọc sách cũng vậy, để đọc sách hiệu quả cũng là một kỹ năng. Bạn phải thử đặt cho mình những deadline cho việc đọc sách, hãy lên kế hoạch cho việc này một cách cụ thể. Một thói quen tốt sẽ được hình thành bằng sự thường xuyên của bạn. Tùy vào nhu cầu và thời gian rảnh của bạn mà có thể sắp xếp một kế hoạch một cách khoa học hơn. Bạn có thể đọc sách vào ngày nghỉ như là cuối tuần. Nếu bạn là một người bận rộn, bạn có thể chia nhỏ thời gian đọc sách của mình cho hợp lý, như mỗi ngày đọc 10 trang hay đọc sách trước khi đi ngủ. 2. Sử dụng Pomodoro để siêu tập trung trong quá trình đọc sách. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ hiện đại đôi khi đã khiến chúng ta dễ mắc phải căn bệnh mất tập trung. Ngày nay, có không ít người đã làm nô lệ cho smartphone. Nhiều bạn trẻ chọn cho mình lối sống đa việc. Các bạn muốn trong một khoảng thời gian mà có thể làm được nhiều việc, các bạn vừa đọc sách, vừa dùng điện thoại, xem TV, dẫn đến việc khó tiếp thu được nguồn tri thức trong sách và dễ dàng bị sao nhãng. Nhưng bạn lại không biết rằng tập trung luôn là nguyên tắc đầu tiên trong mọi thành công. Nếu muốn đọc sách có hiệu quả, ngay từ hôm nay, hãy tự thực sự nghiêm túc với việc đọc sách bằng cách loại bỏ hết những thứ có thể làm bạn sao nhãng. Hãy chọn cho mình một không gian thật yên tĩnh và sử dụng phương pháp quản lý thời gian của chiếc đồng hồ Pomodoro để tăng khả năng tập trung bạn nhé. 3. Ghi chép nội dung quan trọng của cuốn sách. Khi đọc sách, bạn có thể dùng bút highlight tô lên những nội dung, trích dẫn tâm đắc hoặc có thể dùng giấy nốt lại những nội dung bạn cho là cần thiết để mỗi lần mở sách bạn có thể đọc ngay những phần nội dung trọng tâm hay những trích dẫn mà bạn thích mà không phải mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm. Bạn cũng có thể tổng hợp lại những trích dẫn yêu thích vào một cuốn sổ nhỏ để hệ thống kiến thức hoàn chỉnh. Điều này là cần thiết cho những lúc bạn cần phục vụ cho nhu cầu phát triển mỗi ngày trong từng lĩnh vực cụ thể của bản thân. 4. Viết cảm nhận về cuốn sách. Có rất nhiều người đã áp dụng phương pháp này, chính là thói quen sau khi đọc sách sẽ viết một vài đoạn ngắn cảm nhận về cuốn sách. Mục đích việc viết đó chính là tổng hợp lại những kiến thức có trong cuốn sách, cũng như tìm được nội dung cốt yếu của nó mà còn giúp bạn ghi nhớ kiến thức một cách hệ thống. Đây là phương pháp vừa tiếp thu được thêm nguồn kiến thức mới, lại vừa có thể rèn luyện kỹ năng viết lách. Thật tuyệt vời đúng không nào? Vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện và cảm nhận sự thay đổi của bản thân ngay lập tức? 5.
đọc sách một cách có chọn lọc. Hãy tìm những cuốn sách thật phù hợp với bản thân, đừng vì một lời giới thiệu hay review mà vua sách một cách vô tội vạ. Có những cuốn sách rất hay nhưng chưa chắc là những bài học sách muốn truyền đạt bạn có thể hiểu được tường tận. Mỗi một thể loại sách đều có những cách tiếp cận tri thức khác nhau. Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mua sách bạn nhé. Muốn đọc sách một cách hiệu quả, bạn cần phải biết được đâu là thể loại sách phù hợp với mình. Những mong muốn của bạn sau khi đọc một cuốn sách là gì? Mục đích thật sự của việc đọc sách để hoàn thiện bản thân, và chỉ khi tìm được cuốn sách dành cho mình thì bạn mới hiểu được ý nghĩa thật sự của việc đọc sách. Sách cũng giống như bạn hiểu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ. Samuel Johnson đã từng nói như vậy. Hy vọng rằng những chia sẻ từ Happy Life trong video này sẽ giúp bạn có thêm định hướng phát triển và nâng cấp bản thân giữa nhịp sống hối hả của thời đại số. Đừng quên chia sẻ video này nếu bạn cảm thấy hữu ích, đăng ký kênh Happy Life, nhấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật tin tức thị trường và những video hữu ích về bài học, kiến thức đầu tư thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.